Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp của Khánh Duy thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút lý do tại sao mà hai ngày hôm nay Khánh Duy chỉ ra được hai tập một ngày. Thiện thì hiện tại do bản dịch của bộ Độc Bộ Thiên Hạ nó có trục trặc một chút, có nghĩa là nó thiếu chương. Các chương mình cái nguồn mình lấy thì nó bị thiếu, nên mình phải chắp ghép từ các chương khác đi tìm lần mò. Thì tìm được thế nhưng nó lại là Hán Việt. Đã thiếu không những thiếu còn Hán Việt nữa, con vớt rất nhiều, mình phải chỉnh sửa lại, biên soạn lại. Vì thế một ngày mình chỉ ra được hai tập thôi. Hy vọng là nốt tập 107, 108 vừa này thì nó sẽ hết. Thì ngày mai chúng ta sẽ đều đều 3 tập một ngày, hoặc là hai tập tiên hiệp, một xuyên không một ngày. Thì rất mong quý vị khán giả hiểu và thông cảm cho Khánh Duy hai ngày vừa qua. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 108 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư. Qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cùng cảm giác của mình sau khi nghe xong chuyện để ủng hộ cho Khánh Duy. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với 108 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ, Diệp Húc điều khiển cột buồm từ mặt biển nhoáng một cái, liền đi ngàn dặm. Trong vài hơi thở, hắn đã bay đi được mấy vạn dặm. Hắn lấy Nghệ Hoàng Kim Tiễn đánh tan phong ấn của Dương Đình hạ ra, đánh vỡ hư không, trốn vào hoàng cổ ma vực. Ngay lập tức, một bàn tay to từ trong hư không chụp tới. Cũng may, hắn tế cột buồm lên đúng lúc, bảo mệnh chạy thoát khỏi bàn tay khủng bố kia. Lần này hạ ra vì đối phó với hắn mà lại điều động một nhân vật vô cùng vô địch, Nhân Hoàng Kỳ. Điều này khiến hắn thật sự không thể nào ngờ tới. Cũng may người này ra tay ở Hạ Gia Trung Châu vẫn chưa tự mình tới. Hơn nữa cột buồm bị hắn kích phát đến tốc độ nhanh nhất. Nếu không Diệp Húc chẳng thể nào trốn thoát khỏi bàn tay của nhân vật vô địch loại kia. Nhân Hoàng thật quá khủng bố. Đây chính là thánh chủ của các thánh địa. Chỉ sợ chỉ có Ứng Sư Huynh, Triều Sư Bá mới có thể là đối thủ của nhân vật như vậy. Tốc độ của cột buồm càng lúc càng chậm. Mặt Diệp Húc như một tờ giấy vàng, không nhận được nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn độc chiếm hơn 10 vị cường giả, bị thương rất nặng, lại bị Lý Tông Sơn của Thiên Đạo Tông lấy miếu cổ thần bí loại tam tương chi bảo kia nện thật mạnh lên lưng. Tu vi Lý Tông Sơn cao hơn hắn, thực lực dù không bằng Diệp Húc nhưng cũng kém không xa. Lại toàn lực tế tam tương chi bảo lên, dù không có kẻ khác với công, Diệp Húc chỉ chịu một kích này cũng phải bị thương rất nặng. Hàng cổ ma vực chính là vùng đất mà ma tộc sinh sống. Trong nơi đó sinh tồn một số lượng thiên ma cổ ma khó có thể tưởng tượng, rộng lớn giống như thế giới vô hoang. Ma vực lại gọi thập địa, có tổng cộng 10 tầng, chính là cảnh tượng sau khi 18 tầng địa ngục thời thiên thần kỳ, thời viễn cổ tan biến để lại. Ngọc lâu của vũ sĩ ma đạo chính là lấy thập địa của hàng cổ ma vực để mệnh danh. Lúc này Diệp Húc đến trong ma vực, nơi đây chính là tầng thứ nhất ma vực, tên là Úc Đan Vô Lượng Địa. Hắn phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy khắp chốn Úc Đan Vô Lượng Địa đều là những ngọn núi chọc trời cao ngất, bầu trời âm âm u u. Âm âm. Hơi thở của thiên địa nhị đỉnh hạ ra đột nhiên truyền tới. Diệp Húc dùng mình, hắn rèn kiều đỉnh nên rất quen thuộc với loại hơi thở của mấy cái đại đỉnh của hạ ra. Lập tức hơi thở dương đỉnh hạ ra cũng truyền tới. Điều này chứng tỏ hạ ra vẫn không hề bỏ qua cho hắn, ngược lại điều khiển ba cái đại đỉnh tới đuổi giết hắn. Ba cái đại đỉnh này khi thế long trời lở đất bay nhanh tới nơi này. Lấy tình trạng hiện nay của mình, hoàn toàn không thể bay xa mấy, sẽ bị cường giả của hạ gia đuổi theo. Diệp Húc hơi trầm ngâm một lát, lập tức thu cột buồm lại, hạ xuống phía dưới. Hắn thu lại tất cả khí tức, hạ xuống giữa quần sơn, lao đi về phía trước.
Ba cái đại đỉnh kia mất đi hơi thở của hắn, lập tức thay đổi sách lược, chỉ thấy những luồng thần niệm khổng lồ từ trong thiên địa dương tam đỉnh trào ra, rải xuống những dãy núi bên dưới. Những ý niệm đó chính là lão do lão quái vật tam bất diệt cảnh phát ra, sau khi rơi xuống đất hóa thành một đám lão giả, ước chừng có đến 100.000 người. Những lão giả đó lập tức tản ra, trải rộng đến hơn 100 dặm, tìm kiếm tung tích của Diệp Húc khắp nơi, thậm chí có một số lão chui vào lòng đất để phòng ngừa Diệp Húc trốn vào trong đấy. Lão quái vật tam bất diệt cảnh, thần thông quảng đại, thần niệm hóa người, lục soát hết đất trời. Loại bản lĩnh này, cho dù là một con kiến trốn trong hang cũng đều bị lôi ra, căn bản khiến hắn không thể trốn ở chỗ nào được nữa. Diệp Húc thầm nôn nóng, lúc này hắn đang bị thương rất nặng, thậm chí cả nguyên thai, nguyên thần cũng đều đã bị thương, cực kỳ cần một nơi để chữa trị thương thế. Hiện giờ hắn đang thoát thai hóa nguyên thành nguyên thần, là thời kỳ mấu chốt để trở thành đại vu. Nếu nguyên thai bị hao tổn, dù có cưỡng ép thoát thai hóa nguyên thì uy lực của nguyên thần cũng sẽ bị suy giảm, giảm mạnh. Nhưng hạ gia đuổi giết, người quá thần thông quảng đại, khiến hắn khó có thể trốn thoát. Ta không tin, ta đi xuống lòng đất, thần niệm hóa thân của lão quái vật tam bất diệt cảnh còn có thể đuổi theo được ta. Diệp Húc liền chui vào dưới nền đất, các tầng đất xung quanh hắn tung lên. Hắn tế Di La Thiên Địa Tháp lên, chỉ thấy nền đất hai bên nhanh chóng bị đẩy lùi, khiến hắn chìm vào trong lòng đất. Trong chớp mắt, Diệp Húc liền đi xuống được 3.000 thước, bùn đất sớm hóa thành nham thạch, sức ép kinh thân càng lúc càng lớn, ép cho hắn gần như không thể thở được. Hắn tiếp tục xâm nhập sâu xuống, áp lực càng lúc càng lớn. Nếu không phải có dị bảo như Di La Thiên Địa Tháp thì chỉ e rằng hắn đã bị ép cho tan xương nát thịt rồi. Cuối cùng, hắn xâm nhập tới mấy ngàn trượng sâu trong lòng đất, thậm chí tiến đến dung nham. Quanh thân dung nham cuồn cuộn, hơi nóng bức bối, khác với thế giới vô hoang. Dung nham nơi này có chứa đầy ma tính, hóa thành ma hỏa ma diễm, hừng hực bốc cháy. Loại ma diễm này giỏi nhất chính là câu dẫn tâm ma của vu sĩ, hóa thành ma đầu trong tử phủ của vu sĩ, cắn nốt thần trí, ma hóa nguyên thần của chủ nhân. Diệp Húc giữ vững bản tâm, nguyên thần nhập chủ tử phủ, không ngừng giết chết tâm ma nảy sinh trong tử phủ, tiếp tục đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn xâm nhập tới xuống sâu hơn vạn trượng dưới nền đất Úc Đan Vô Lượng Địa. Tới nơi này rồi, áp lực mạnh tới mức đủ để đè chết thần niệm hóa thân của lão quái vật tam bất diệt cảnh. Diệp Húc vẫn lo lão quái vật tam bất diệt cảnh của hạ gia có thể tìm ở dưới đây, nên hắn tiếp tục độn sâu xuống lòng đất. Đột nhiên, áp lực vô cùng nặng xung quanh biến mất, hắn không tự chủ được rơi xuống một động huyệt thật lớn. Hắn không kịp quan sát bốn phía, lập tức ngừng thở, thu hết tất cả khí tức lại, thậm chí cả sinh mệnh lực và tiếng tim đập, lâm vào trạng thái giả chết để phòng ngừa lão quái vật kia có khả năng tìm kiếm được tung tích của hắn. Sau một lúc lâu, Diệp Húc cảm giác được ba luồng hơi thở vô cùng trầm trọng bay qua đỉnh đầu của hắn. Đây chính là khí thế do thiên địa dương tam đỉnh tản ra khi bay qua. Ba cái đỉnh đó của hạ gia tuy không phải là cấm bảo, nhưng là nhân hoàng chi bảo bậc cao nhất, được các thế hệ nhân hoàng hạ gia tế luyện. Luận uy lực có thể trên cả binh chủ kỳ. Uy thế mà ba món nhân hoàng chi bảo này tản ra kinh sợ mấy vạn dặm, gần như khiến tất cả thiên ma trong Úc Đan Vô Lượng Địa lo sợ nơm nớp, không dám ló đầu lộ diện. Diệp Húc trước khi tam địa dương ba đỉnh bay xa mới thở phào nhẹ nhõm, không kịp đánh giá bốn phía. Đột nhiên hắn trợn tròn đôi mắt, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy sần hết cả tóc gáy. Chỉ thấy một người khổng lồ khoanh chân ngồi bên trong động huyệt sâu hàng vạn trượng dưới lòng đất này, xung quanh cuồn cuộn dung nham cùng lửa bốc lên, mà quanh thân người khổng lồ này tràn đầy ma diễm, giống như một vị thần viễn cổ phách tuyệt thiên hạ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn vậy. Dáng người này không kém Già Lam Minh Tôn là mấy, bốn đầu tám cánh tay, quanh thân mọc đầy vải ngược. Ma khí mà hắn ta tản ra khiến cho Diệp Húc nhịn không được run rẩy kinh hãi, những sợi lông trên người đều dựng hết lên. Đại Minh Tôn Vương tam bất diệt cảnh. Toàn thân Diệp Húc cứng ngắc, hít một hơi khí lạnh. Thế nhưng dường như người khổng lồ này không hề để ý tới hắn. Bốn cái đầu tám con mắt vẫn nhắm chặt lại, yên tĩnh tiếp tục khoanh chân ngồi trong cái động huyệt cực lớn này, không hề động đậy, dường như đã chìm vào trong một giấc ngủ say. Xung quanh hắn ta dung nham cuồn cuộn chảy, ma diễm hừng hực bốc cháy, liên tục có những luồng ma diễm tuôn vào trong thân thể của hắn, lập tức chạy ra từ hai cửa, hình thành một tòa điện thờ lửa sau đầu của hắn. Trong điện thờ dường như có không gian vô cùng vô tận, trong đó có một ma quốc thật lớn, hàng tỷ ma tộc sinh sống trong đấy, mà ở phía trên ma quốc có một con ma long vương chiếm cứ.
Vị đại minh tôn vương này dường như đang tu luyện một môn công pháp huyền diệu nào đấy, nhập định ở dưới lòng đất cực sâu, không quan tâm đến chuyện xảy ra bên ngoài. Ở hàng cổ ma vực, những cường giả ma tộc tu luyện đến tam bất diệt cảnh sẽ được gọi là đại minh tôn vương, cũng tức là minh tôn, sẽ vào nhậm chức trong ma tộc thần điện, phục tùng sự thống trị của ma điện điện chủ. Mà ở thập địa hàng cổ ma vực, mỗi một vùng đất đều có một tòa ma vực thần điện, điện chủ chính là cường giả vô địch Nhân Hoàng Kỳ. Người khổng lồ này hiển nhiên đã tu luyện đến tam bất diệt cảnh, hẳn là đại minh tôn vương của Diêm Ma thần điện ở Úc Đan vô lượng địa. Diệp Phúc hoàn toàn không ngờ được là mình vô ý lại xông vào nơi tu luyện của một vị đại minh tôn vương của Diêm Ma thần điện. Thực lực của đại minh tôn vương gần như đều là cùng cấp mới giả la minh tôn, dù không bằng chỉ e cũng không kém là mấy. Một vị đại minh tôn vương như vậy thần thông quảng đại, còn lợi hại hơn cả lão quái vật tam bất diệt cảnh, hắn đương nhiên không phải là đối thủ. Sau một lúc lâu, vị đại minh tôn vương này vẫn không hề động đậy. Diệp Phúc thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nhìn ra vị đại minh tôn vương này đã sớm chết già, thứ ở lại nơi đây chỉ là thi thể của vị minh tôn này mà thôi. Nhưng mà dù là thi thể của một vị đại minh tôn vương thì thực lực cũng hùng mạnh đến cực kỳ, ma diễm ngập trời, so với thân thể yêu liên mà vệ chăn để lại còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thân thể tiên tiên của ma tộc mạnh mẽ, mà đại minh tôn vương lại là vương tộc của hoàng tộc trong ma tộc. Xét về tiên thiên thì thân thể bọn họ đã vượt hơn hẳn vũ sĩ nhân loại. Thân thể bọn họ gần như có thể sánh ngang với bất diệt chi bảo. Nếu đã chết rồi thì không việc gì phải sợ. Diệp Húc lập tức khoanh chân ngồi xuống, không quan tâm tới xác chết của vị đại minh tôn vương kia, mà tế ngọc lâu lên lấy ra một cái cửu giai thuần dương linh mạch, dùng toàn lực vận chuyển đại nhật thuần dương vô cực kinh, hấp thu linh khí trong thuần dương linh mạch để chữa trị thương tổn nguyên thai nguyên thần. Tu vi của hắn đã đạt tới dương thần cửu phẩm đỉnh cao. Trong trận đại chiến với nhiều cường giả ở hoành đoạn sơn mạch, tuy nguyên thai nguyên thần bị trọng thương, nhưng tu vi của Diệp Phúc lại tăng lên, còn kinh khủng hơn, khủng bố hơn cả trước đây. Hiện giờ, thứ hắn thiếu chỉ là chữa trị nguyên thai nguyên thần, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tam thần cảnh hóa thần kỳ, trở thành đại vu. Chỉ cần bước qua ngưỡng dương thần kỳ này, thành đại vu, hắn liền có được nguyên thần, có thể nói là thần thông quảng đại, thọ ngàn vạn năm, trường tồn vạn thế, có đủ thời gian để đi đến những cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, Diệp Phúc tìm được đủ loại linh dược gia tăng thọ nguyên trong Nghệ Hoàng Cảnh Cung. Thọ nguyên của hắn e là có thể đạt tới 4-5 ngàn năm. Luận thọ mệnh, hắn đủ để có thể so với lão quái vật tam bất diệt cảnh, thậm chí là Nhân Hoàng Kỳ. Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh vận chuyển, thuần dương linh khí minh mông tuôn vào bên trong nguyên thai của hắn, không ngừng chữa trị thương tổn. Quả nguyên thai này dần dần khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng nguyên thai của hắn không hề tăng thêm chút nào, mà thể tích càng lúc càng nhỏ. Lúc này đây, nguyên thai của hắn đã thu nhỏ còn tầm trăm thước, giống như một mặt trời nhỏ dựng sau người vậy, cùng bốn vòng công đức kim luân giao ánh sáng rực rỡ. Ở bên trong nguyên thai, nguyên thần của hắn đang điên cuồng hấp thu thuần dương chân nguyên, thể tích cũng đang dần dần thu nhỏ lại. Nguyên thần của hắn vốn cao vạn trượng, lắm cành nhiều lá, lúc này năng lượng bên trong nguyên thần đang nén ép lại, đã từ vạn trượng thu nhỏ còn trăm thước, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng nén ép lại. Tuy thể tích thu nhỏ lại, nhưng Diệp Phúc có thể cảm nhận được nguyên thần của hắn càng lúc lại càng mạnh, dường như chỉ cần hơi rung lên, hư không cũng không chịu nổi. Loại sức mạnh to lớn này hoàn toàn vượt qua tuyệt đại đa số cường giả tam bất diệt cảnh, thậm chí là đại vu hợp thể kỳ, gần như có thể sánh ngang với cường giả tam tương cảnh. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, tu vi của Diệp Phúc tăng lên nhanh chóng, cảnh giới dương thần cửu phẩm đỉnh phong vốn làm khó hắn đã lâu, cuối cùng cũng từ từ đột phá. Trong bất chi bất giác, hơn một tháng trôi qua, nguyên thai sau lưng của hắn thu nhỏ tới cực hạn, chỉ còn lại một thước. Năng lượng trong nguyên thai gần như bị hắn hấp thu sạch sẽ. Oanh! Đột nhiên, bên tai Diệp Húc dường như vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Nguyên thai của hắn bỗng vỡ nát, nguyên thần phá thai mà ra. Dường như hắn cảm giác được cơ thể mình tràn ngập những luồng sức mạnh mênh mông, so với trước đó lại càng hùng mạnh. Hơn nữa là có thêm được thọ nguyên mấy ngàn năm, có thể so với quái thai Nhân Hoàng rồi. Hơn nữa là có thêm được thọ nguyên vô hạn mấy ngàn năm, có thể so với quái thai như Nhân Hoàng rồi. Có thể nói, mặc dù tu vi Diệp Phúc không hề có chút tiến bộ nào, nhưng cũng có thể sống lâu hơn tuyệt đại đa số các lão quái vật tam bất diệt cảnh, thậm chí là cả Nhân Hoàng. Nếu tu vi của hắn lại tinh tiến đạt tới Nhân Hoàng kỳ, thì thọ nguyên của hắn dù không bằng Vu Hoàng nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thọ nguyên khá là quan trọng, mặc dù ở tuổi này của hắn thì không thể hiện ra rõ mấy,
Nhưng từ vu sĩ trở thành đại vu, mỗi khi tiến thêm một bước lại càng khó khăn hơn trước kia. Nâng một cảnh giới nhỏ thậm chí cần mấy năm, thậm chí hơn mười mấy năm kia. Khi đó sự quan trọng của thọ nguyên sẽ thể hiện rõ rệt. Có thể nói là Diệp Húc lấy được một món của cải rất lớn. Trong thời gian ngắn, không cần phải ưu phiền về vấn đề thời gian nữa. Thực lực hiện giờ của ta đã có thể mở ra tầng thứ 6 trong Ngọc Lâu, lấy được tâm pháp truyền thừa của đại vu. Không biết lần này trong Ngọc Lâu sẽ xuất hiện thứ tâm pháp gì đây. Tim của Diệp Húc đập thình thịch, nhưng hắn không có lập tức hành động mà sửa sang lại những gì mình đoạt được trong thời gian này. Hắn giết chết cường giả hợp thể kỳ của Hạ gia, được trí nhớ hồn phách của vị cường giả kia, còn có Hạ Cảnh Nhiên, tam tương cảnh pháp tướng kỳ, đệ tử thiên tài của Vạn Kiếp Môn là Đồ Ngọc Đường cũng bị hắn lục soát hồn phách trí nhớ, bảo tồn hết thảy. Hắn lập tức sưu tầm trí nhớ của ba vị cường giả kia một lần, tìm thứ hữu dụng cho mình. Trong trí nhớ của Hạ Cảnh Nhiên và vị cường giả hợp thể kỳ Hạ gia kia có sự lý giải thâm sâu về cửu đỉnh, cực kỳ quan trọng với hắn, có thể dùng để hoàn thiện và khống chế cửu đỉnh dễ hơn. Mà trong trí nhớ hồn phách của Đồ Ngọc Đường thì có tâm pháp tầng thứ 6 của Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, đủ để cho hắn tu luyện môn cấm pháp này tới hợp thể kỳ đỉnh phong. Qua thật lâu sau, Diệp Húc mới sửa sang lại ký ức trí nhớ của những người này, từ từ phun ra một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng trong sáng. Sư hồn tác phách đại pháp mà Thủy Hoàng Đế truyền cho ta quả là ma đạo trong ma đạo. Có được loại pháp môn này, tâm pháp cấm pháp của các thánh địa trong thiên hạ với ta mà nói, quả thực là ta cần ta cứ lấy. Diệp Húc thở dài, bỗng nhớ tới di ngôn của Thủy Hoàng Đế trước lúc lâm chung, tâm của hắn liền trầm xuống. Qua thật lâu sau, hắn tế ngọc lâu lên, bước vào bên trong. Hàm Dương Đế Đô, đi, ta nhất định phải đi, nhưng không phải là bây giờ mà là sau này kìa. Nếu hắn ta là nhân hoàng thì ta chém nhân hoàng, nếu hắn là vu hoàng ta liền chảm vu hoàng, cho dù có là lão thiên hoàng ta cũng phải giết hắn báo thù cho ngài. Diệp Húc đi thẳng đến ngọc lâu tầng thứ 5, dừng ở dưới ngọc thụ, nhìn lên bầu trời xanh kia, chỉ thấy ranh giới không gian giữa tầng thứ 5 và thứ 6 vô cùng dày. Phía trên thanh khí chính là chọc khí nồng đậm đến cực điểm. Nơi đó giống như thiên địa chưa khai, hồng mông chưa mở, chờ hắn đến khai thiên lập địa. Thanh chọc nhị khí là những loại khí nguyên thủy và thần bí nhất trong đất trời, tiến hóa từ trong hồng mông khí mà ra, chính là căn cơ của vũ trụ. Diệp Húc cũng thật không ngờ là trong ngọc lâu của chính mình lại xuất hiện loại bảo vật thanh chọc nhị khí này. Khác với những kiến thức phổ thông mà hắn biết, trong ngọc lâu của hắn, chọc khí lại ở bên trên, thanh khí ở dưới. Thanh khí nâng chọc khí tự thành một mảng thiên địa. Ngọc lâu của hắn đã đem đến cho hắn đủ loại niềm vui bất ngờ cùng sự thần bí. Nhưng cho đến ngày nay, Diệp Húc vẫn không thể phát hiện ra hết bí mật của ngọc lâu. Diệp Húc tế Diêu La Thiên Địa Tháp lên, chỉ thấy tòa tháp này càng ngày càng cao, càng lúc lại càng lớn, chỉ thẳng lên trời cao, tiến vào giữa thanh chọc hồng mông. Diêu La Thiên Địa Tháp định phá vỡ ranh giới không gian, khai thông tầng thứ 6 ngọc lâu. Trước đây, hắn phá vỡ tấm chắn hai tầng đầu của ngọc lâu là dựa vào món vu bảo này. Nhưng hiện nay, dùng Diêu La Thiên Địa Tháp đối phó với tầng thứ 6 lại dường như không còn chút tác dụng nào nữa. Tòa bảo tháp này lên không lọt vào chúng cự cực lớn, vẫn chưa thể phá vỡ thanh khí và chọc khí được. Uy lực của bảo tháp tuy mạnh, chấn động thanh chọc nhị khí, uy năng dũng mãnh tới tột đỉnh, nhưng vẫn không thể phá vỡ mảng không gian hồng mông này được. Diêu La Thiên Địa Tháp trải qua sự chăm sóc của hắn, lấy nguyên thần tế luyện, uy lực mạnh đã có thể sánh với một chiêu của cao thủ tam tương cảnh pháp tướng kỳ. Nhưng không ngờ nó lại không thể lay động được thanh chọc nhị khí. Có thể thấy được ranh giới không gian nơi đây dày tới mức nào. Không thể đánh thông thanh chọc nhị khí thì hắn không thể tiến vào ngọc lâu tầng thứ 6 lấy được truyền thừa trong đấy. Điều này có nghĩa là hắn sẽ vô cùng có khả năng bị nhốt ở tam thần cảnh hóa thần kỳ, tu vi không có bất cứ tiến triển nào. Đây là chuyện hắn không thể chấp nhận được. Trước đây ta phá nó đều nhờ vào vu bảo, nhưng hiện giờ ta đã là đại vu, chẳng lẽ phải tìm một pháp môn khác hay sao? Diệp Húc trầm ngâm một lát, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn lập tức tế nguyên thần lên, chỉ thấy một gốc thanh ngọc thụ miêu từ trong mi tâm của hắn từ từ bay ra, lập tức bắt đầu cộng hưởng với gốc ngọc thụ đội trời đạp đất kia. Nguyên thần ngọc thụ của hắn dường như cùng một thể với gốc ngọc thụ trong ngọc lâu kia. Hiện giờ Diệp Húc trở thành địa vu, tu thành nguyên thần, tế nó lên, chỉ thấy vô số cái rễ bay múa tương dung với gốc ngọc thụ trong ngọc lâu. Hắn lập tức cảm giác được một luồng dao động kinh khủng truyền đến từ ngọc thụ, trong chớp mắt liền tuôn chảy ra toàn thân của hắn. Luồng sức mạnh này cuồn cuộn vô cùng, vô biên vô hạn. Tu vi Diệp Húc cũng có thể nói là khủng bố, bên trong những vu sĩ cùng cấp có thể nói là không có địch thủ, thậm chí có thể một mình đối với đại vu tam tướng cảnh pháp tướng kỳ.
Nhưng so với luồng sức mạnh này, sức mạnh của hắn phải nói là nhỏ bé đến không hề đáng kể. Cùng lúc đó, hắn lại cảm giác được, cảm thấy hắn và Ngọc Lâu cảm ứng càng lúc càng chặt chẽ hơn. Nguyên thần nhập chủ Ngọc Thụ. Cho đến nay, hắn dường như mới biến thành chủ nhân chân chính của tòa Ngọc Lâu này vậy. Hiện giờ, lấy tu vi của hắn còn không thể hoàn toàn thúc giục nguồn sức mạnh khổng lồ trong Ngọc Lâu kia, nhưng có thể dùng được một phần. Nguyên thần và Ngọc Thụ của hắn tương dung, thanh trọng nhị khí trên bầu trời lập tức liền tách ra. Thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, tách biệt rõ ràng. Phảng phất, Diệp Phúc nhìn thấy cảnh trí mơ hồ trong không gian tầng thứ 6 Ngọc Lâu. Thật không ngờ, tòa Ngọc Lâu này không phải do thiên đạo ban tặng mà là một món vu báo. Diệp Phúc khiếp sợ vạn phần, hắn cảm ứng được nguồn sức mạnh vô cùng hùng mạnh trong Ngọc Lâu kia. Trong chớp mắt, hắn liền hiểu ra, tòa Ngọc Lâu này là một món vu bảo thật sự, chứ không phải là một món bảo vật thiên đạo ban tặng. Bảo vật mà thiên đạo ban tặng với vu bảo có sự khác biệt rất lớn. Bảo vật trời ban ngoài chứa đựng vật phẩm, truyền đạo thụ nghiệp cùng với công dụng hộ thể thì uy lực của nó nhỏ yếu không chịu được, có thể nói là không có bất cứ công kích gì. Mà tòa Ngọc Lâu của Diệp Phúc ngoài có được công dụng của bảo vật trời ban còn có được đủ loại tính chất đặc biệt của vu bảo. Bởi vậy Diệp Phúc cho rằng đây là một món vu bảo có uy lực cực kỳ mạnh. Trừ điều đó ra thì không có lý do nào khác. Ngọc Lâu của ta có từ khi sinh ra, chẳng lẽ có người rèn tòa Ngọc Lâu kỳ lạ này chăng? Người nào có thể bắt chước bảo vật trời ban mà tạo ra loại bảo vật vu bảo kỳ lạ như thế này đây? Diệp Húc nhíu mày suy nghĩ thật lâu, nhưng mãi vẫn không thể nghĩ tới điểm mấu chốt. Trong Ngọc Lâu của hắn có được đủ loại tâm pháp cấm pháp, luyện bảo chi thuật, mà lại còn có thể tự trưởng thành. Cả Ngọc Thụ trong Ngọc Lâu giống như hệt nguyên thần của hắn. Loại chuyện kỳ lạ mà kỳ diệu này xảy ra trên người của hắn khiến cho Diệp Húc cảm thấy có một loại ảo giác kỳ quái. Hắn vắt óc suy nghĩ, lập tức vươn thân đứng dậy, xuyên qua ranh giới giữa tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Có Ngọc Thụ nguyên thần, thanh trọng nhị khí bên người hắn tự động tách ra thành một thông đạo, để cho hắn tiến vào tầng thứ 6. Bên tai hắn, giọng nói tăng thương của sư kia lại vang lên, không ngừng lải nhải rằng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Diệp Húc không quan tâm, tiến thẳng vào không gian tầng thứ 6. Giọng nói kia thở dài một tiếng yếu ớt, biến mất không thấy đâu nữa. Trong Ngọc Lâu tầng thứ 6, Diệp Húc đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy thanh trọc nhị khí trải rộng không gian tầng thứ 6 Ngọc Lâu của hắn. Thiên địa nơi đây chưa mở, hồng mông chưa mở, vẫn là một mảnh hỗn độn. Cái loại cảnh tượng này ta chưa hề thấy bao giờ. Diệp Húc kinh ngạc không thôi. Trước đây khi hắn mở một tầng Ngọc Lâu mới, không gian trong đó đã sớm định ra chờ hắn đi thăm dò. Mà hiện tại tầng thứ 6 Ngọc Lâu thì lại xuất hiện tình cảnh thiên địa chưa mở, dường như chờ hắn tới mở vậy. Ngọc Thụ Nguyên Thần tế. Diệp Húc quát lên một tiếng, Ngọc Thụ Nguyên Thần của hắn tự động tách khỏi Ngọc Thụ, gào thét bay vào trong thanh chọc nhị khí, bám rễ vào trong đấy. Từng cái rễ hấp thu dinh dưỡng từ trong chọc khí, cành lá thì phun ra hút vào thanh khí. Ầm một tiếng, trong mảnh đất trời hỗn độn này đột nhiên xuất hiện một ánh dạng đông, nơi nguyên thần của hắn hạ xuống, chọc khí chìm xuống, thanh khí bay lên, thanh chọc nhị khí phân biệt rõ ràng. Ngọc Thụ Nguyên Thần của hắn lấy thanh chọc nhị khí làm chất dinh dưỡng, không ngừng hấp thu, không ngừng lớn lên. Chỉ thấy gốc ngọc thụ này càng ngày càng cao, gốc rễ đâm sâu vào trong ngọc chọc khí, càng ngày càng sâu, mà cành lá của nó thì như một đám bàn tay thật to lớn, nâng thanh khí lên trên đỉnh trời cao. Trước mắt Diệp Húc giống như đang tái hiện lại cảnh tượng khai thiên lập địa. Nơi chọc khí chầm xuống, những dãy núi chui ra từ dưới mặt đất, núi lửa ầm ầm mà phun. Bên trên thanh khí, gió to thổi tới, hội tụ thành mây, mưa rơi xuống hình thành sông ngòi biển cả. Đất trời tách ra, bầu trời càng lúc càng cao, mặt đất càng lúc càng dày. Qua thật lâu sau, mảng thiên địa mới mở này cũng định hình. Diệp Húc dương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi hắn đến một mảnh hoang vắng, thiên địa u tối, không có bất cứ sự sống nào. Mảng thiên địa này không có bất kỳ sự sống nào cả, chẳng phải là thiếu đi bao nhiêu lạc thú hay sao? Trước tiên hẳn phải là có mặt trời mới phải. Diệp Húc trầm ngâm một lát, động tâm niệm Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh vận chuyển, một vầng mặt trời sau lưng từ từ dâng lên, treo trên trời cao, hóa thành một vầng mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây, tuần hoàn không ngừng. Bên trong mặt trời đột nhiên có một con Tam Túc Kim Ô sinh. Con Kim Ô này vô cùng to lớn, vung đôi cánh lên, mang theo mặt trời phi hành, lưu quang đầy lửa. Dường như Diệp Húc thậm chí nghĩ mình đã đi tới thời kỳ của những truyền thuyết thần thoại viễn cổ vậy. Mà tất cả những thứ này là do một tay hắn sáng tạo ra. Thiên đạo đương chu.
Tam Túc Kim Ô kéo mặt trời ầm ầm bay qua đỉnh đầu của hắn, phát ra tiếng người. Nó bay lượn xung quanh ngọc thụ, đại hỏa giống như dung nham cuồn cuộn chảy xuống theo thân cây. Nhiệt độ dù cao nhưng Diệp Húc không hề cảm thấy ngọc thụ nguyên thần của mình bị bất kỳ thương tổn nào cả. Vù, con Tam Túc Kim Ô này bay ra khỏi mặt trời, bay hướng tới hắn, thân hình càng lúc càng nhỏ. Đột nhiên nó chui vào mi tâm tử phủ của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Ong một tiếng, sau lưng Diệp Húc bỗng lại có một vòng mặt trời bay ra, sáng chói. Trong đầu hắn hiện ra một môn tâm pháp cùng Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh tương thừa, tên là Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, dạy cách tu luyện nguyên thần, nâng cao nguyên thần tu vi. Môn Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh này dường như không phải do Ngọc Lâu truyền lại, mà là hắn tự nhiên cảm ngộ ra vậy. Thật kỳ lạ, loại truyền đạo pháp môn này thật sự là kỳ lạ mà. Hiện giờ thể ngộ và lý giải của ta với Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, e rằng lão quái vật của Thái Dương Thần Cung cũng phải kém xa ta kìa. Diệp Húc thầm nghĩ, thể ngộ của hắn là từ trong khai thiên lập địa mà cảm ngộ ra, chân nguyên hóa thành mặt trời treo lên chiếu sáng mảng niết bàn này, cho nên hắn hiểu Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh đương nhiên hơn sang người khác. Mà Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung cùng với Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh mà hắn đạt được, tuy chỉ khác một chữ, thế nhưng cảm ngộ với vũ đạo trong đó là khác xa vạn dặm. Ngoại trừ Hạo Thiên Đại Nhật Đại Đạo Chân Kinh, hắn còn có thêm một tầng cảm ngộ nữa. Đây là tâm đắc mà Diệp Húc đạt được khi quan sát thiên địa mở ra. Tuy nhiên, tâm đắc hắn thu hoạch được cũng không thành một hệ thống, mà chỉ là cảm xúc mơ hồ, phiến diện mà thôi. Diệp Húc nhớ cảnh tượng ngọc thụ trưởng thành, khai thiên lập địa ở trong đầu một lần, lại càng thêm nắm chắc loại cảm xúc này. Hắn không tự chủ được đi vào dưới ngọc thụ nguyên thần của mình, ngồi xếp bằng xuống, lâm vào trong một loại trạng thái kỳ lạ. Loại trạng thái này gọi là ngộ đạo, cực kỳ hiếm có, nhưng cũng chứa đầy nguy hiểm cực lớn. Có người một khi ngộ đạo khai sáng ra vô pháp và tâm pháp kinh thiên động địa, có kẻ lại phí cả một đời, thậm chí là chết già cũng chưa chắc có thể ngộ ra được đạo lý gì cả. Tỉ như Diệp Húc hiện giờ ở dưới động huyệt cực lớn này, vị đại minh tôn vương kia chính là lâm vào trong ngộ đạo, nhưng mãi vẫn không thể thoát ra được trạng thái đấy, cuối cùng chết già ở nơi đây mất cả một đời. Diệp Húc ngồi xếp bằng dưới ngọc thụ, thời gian từng ngày trôi qua. Tóc hắn mọc dài buông qua hai vai xuống tận thắt lưng, chòm râu của hắn mọc ra thật giống như một dã nhân vậy. Cả người hắn xinh ghét, thân thể mang theo một mùi hôi, giống như đã 3 năm chưa hề tắm rửa. Ở trong lòng của hắn, một môn tâm pháp giống như nước trong chảy xuôi dưới đáy lòng. Kiểu chuyển nguyên công, tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp, đại chu thiên tinh đấu cấm điển, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, di la nguyên, thủy bảo điển, nhất thần phân hóa, đô thiên thập nhị thần sát, chư thiên thập đạo, chư thiên thần vương công đức ấn, đại nhật thuần dương vô cực kinh. Thậm chí, cả môn tâm pháp hắn mới đạt được là Hạo Thiên Đại Đạo, tất cả đều tồn đọng lại trong đáy lòng của hắn, chiết xuất một lần, rồi sau đấy kết hợp với tâm đắc của hắn, một môn tâm pháp hoàn toàn mới đang yên lặng sinh ra. Hắn thậm chí không chuẩn bị tu luyện môn Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh mà Ngọc Lâu cung cấp cho, mà đem môn chân kinh này dung nhập vào trong cảm ngộ của chính mình. Nhưng khai sáng một môn tâm pháp, nói thì dễ hơn là làm. Diệp Húc bị vây trong một loại trạng thái như ngộ lại không phải ngộ, như đắc lại không phải đắc, mãi vẫn không thể bước ra một bước cuối cùng. Qua không biết bao lâu, hắn cuối cùng buồn bã thở dài, đứng dậy, rời khỏi tàng cây. Môn tâm pháp mà ta cảm ngộ được đúng là chưa được đầy đủ, nhưng cuối cùng là có chút cảm ngộ. Tâm pháp này cảm ngộ từ trong khai thiên lập địa mà ra, vậy đặt là Bàn Vương Khai Thiên Kinh đi. Bàn Vương là tiên vương trong truyền thuyết viễn cổ khai thiên lập địa. Nghe nói vũ đạo thiên địa hiện giờ đều là do Bàn Vương biến thành. Môn tâm pháp mà Diệp Húc khai sáng, đặt tên của ngài ấy cũng là muốn kỷ niệm vị tiền bối này. Diệp Húc vận chuyển môn Bàn Vương Khai Thiên Kinh chưa thành thục này, trong khí thế của hắn yên lặng biến hóa. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một mảng thiên địa hỗn độn, hồng mông chưa khai, thiên địa chưa mở. Rồi sau đấy, một gốc ngọc thụ mọc rễ nảy mầm, nâng trời cao lên, thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, biến đổi thành đất trời, núi sông, cây cối, biển cả, thiên địa vạn vật. Ầm một tiếng, đột nhiên một tiếng nổ ầm vang lên, một vòng mặt trời chói lòa mọc ra. Bên trong mọc trời tiến hóa ra một con Tam Túc Kim Ô, kéo mặt trời bay lên, mọc đằng đông, lặn đằng tây. Ong ong ong, các loại công đức kim luân dựng lên sau đầu của hắn xoay tròn, bao lại mảng đất trời mới mở này. Ngũ quang thập sắc, dị thải xuất hiện. Đây là một hình ảnh rộng lớn bao la, giống như tái diện lại thiên địa, tái mở hồng hoang, như thể là một sử thi hoành tráng được hàng tỷ người truyền xuống. Đó chính là tâm pháp độc đáo mà Diệp Húc khai sáng ra, Bản Vương Khai Thiên Kinh. Hắn giống như một vị thần vương khai thiên lập địa, đi tới từ trong man hoang vậy,
mái tóc tán loạn dài đến thắt lưng của hắn tự đứt đi, những sợi tóc bay múa tự tán đi, chòm râu rối kia cũng biến mất, khôi phục bộ dạng thiếu niên thanh tú trước đây. Hiện giờ Diệp Húc dường như vẫn là thiếu niên áo lam ngây ngô, thế nhưng khí thế của hắn lại phảng phất như biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến hắn giống như đại dương mênh mông sâu không lường được. Trong lòng Diệp Húc không vui không buồn, hắn bước ra một bước dường như cảm thấy không phải mình chỉ đi một bước mà là một bước quan trọng nhất trong cuộc đời vậy. Tại Hoàng Tuyển Ma Tông, Thập Vạn Đại Sơn, Vinh Lâm cung kính đứng sau Ứng Tông Đạo nhìn vị tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông này, trong ánh mắt đầy tràn đầy khâm phục, khẽ nói: "Sư tôn, hiện giờ Diệp sư thúc bị Hạ gia Trung Châu đuổi giết rồi. Hạ gia liên tục xuất động Thiên Địa Dương Tam Đỉnh, bà lão quái vật tam bất diệt cánh, không biết bao nhiêu đại vu tam tương cánh, tam thần cánh, còn có những cao thủ tài giỏi của các môn phái khác, thậm chí cả Đặng Nguyên Sắc sư đệ cùng Hầu Nhân Vực sư đệ cũng đều tham gia. Lần này thậm chí là nhân hoàng của Hạ gia cũng không giữ lại mặt mũi mà mặt dày ra tay với Diệp sư thúc kìa. Giờ đây sư thúc bị thương nặng, chạy trốn tới nơi hung hiểm là hằng cổ ma vực, bởi vậy đệ tử bạo gan mời sư tôn ra tay." "Sao, mời ta ra tay sao?" Ứng Tông Đạo lắc đầu mỉm cười, quay lại nhìn Vinh Lâm, ánh mắt như điện, trầm giọng mà nói: "Vinh Lâm, ngươi có biết vì sao Đạo Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực phải đuổi giết Diệp Húc không?" Vinh Lâm ngẩn ra lúng ta lúng túng: Đệ tử thật không biết." "Ngươi không biết sao, lòng ngươi rõ nhất đấy." Ứng Tông Đạo chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, quần áo trắng giống như là thần tiên, giống như gió khẽ thổi thì hắn có thể hóa tiên mà đi vậy. Khí phách của hắn thiên hạ vô song, bất cứ kẻ nào cũng không thể bắt chước nổi. Hắn cười nói: "Vinh Lâm, ngươi cũng biết Diệp Húc chính là đối thủ có khả năng trở thành tông chủ thánh tông ta sau này không? Sở dĩ Đạo Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực đuổi giết hắn, đơn giản là vì diệt trừ đối thủ." Hắn như cười như không nhìn về phía Vinh Lâm, nói ra từng câu: "Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Chỉ cần diệt trừ hắn, lấy địa vị đại sư huynh của ngươi, chèn ép Đạo Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực quá dễ dàng. Tương lai sau khi ta chết đi, vị trí tông chủ đó là của ngươi." Mồ hôi lạnh tuôn đầy trán Vinh Lâm, yết hầu khàn khàn lên tiếng: "Sư tôn, Diệp sư thúc có ân cứu mạng với con, cho dù thế nào đệ tử cũng sẽ không ôm loại suy nghĩ này đâu. Cho nên ngươi không thích hợp làm tông chủ đời tiếp theo của thánh tông ta." Ứng Tông Đạo thản nhiên nói: "Thân là tông chủ thánh tông phải sát phạt quyết đoán, không có bất kỳ tâm tính đàn bà nào cả. Trong tâm phải có hàng ngàn hàng vạn mưu kế, có trăm núi ngàn sông. Thân tình hữu tình, sư ân các thứ đều là đồ bỏ. Ngươi có biết lúc trước khi ta trở thành nhân hoàng rồi trở lại thánh tông trong lòng nghĩ gì không?" Vinh Lâm lắc đầu, Ứng Tông Đạo cười ha hả, ánh mắt chớp động, lạnh lùng nói: Lúc đó ta nghĩ rằng nếu tổ sư không nhường chức cho ta, ta sẽ giết ông ấy, tự mình làm tông chủ, dẫn thánh tông ta đi tới hưng thịnh kìa." Vinh Lâm không nhịn được dùng mình. Tổ sư trong lời của Ứng Tông Đạo chính là Triều Công Thiều, chính là sư tôn của Ứng Tông Đạo, tổ sư của Vinh Lâm. Lúc trước Ứng Tông Đạo trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông, Triều Công Thiều chủ động thoái vị nhường hiền tài, truyền chức vị tông chủ cho Ứng Tông Đạo, nhất thời trở thành câu chuyện mà mọi người ca tụng. Vinh Lâm hoàn toàn không ngờ rằng lúc ấy Ứng Tông Đạo lại có loại suy nghĩ khủng bố này, thậm chí định thí sư không tiếc xử lý Triều Công Thiều. "Vinh Lâm, người quá yếu đuối, nếu như làm tông chủ thì chỉ biết giữ lấy những gì đã có. Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực, hai đứa chúng nó, Đặng Nguyên Giác tuy lòng lang dạ sói nhưng lỗ mãng nông nổi, cũng không thể làm tông chủ được. Chỉ có Hầu Nhân Vực sát phạt quyết đoán, lòng dạ thâm trầm mới xứng là kẻ có thể làm tông chủ được." Ứng Tông Đạo mỉm cười hạ giọng nói: "Thế nhưng Hầu Nhân Vực lòng dạ quá sâu, sâu đến đáng sợ. Lang Cố Ưng Thị không có tấm lòng son, chính là một thế hệ kiêu hùng. Nếu ta không chấn áp được nó thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắn trả lại. Mà ta cần chính là một người có thể hộ đạo cho ta, giúp ta thành phu hoàng. Bởi vậy giao chức vị tông chủ cho hắn ta cũng lo lắng, cho nên ta nhìn chúng Diệp sư thúc của ngươi." Vinh Lâm mắt sáng ngời gật đầu liên tục, lại nghe Ứng Tông Đạo tiếp tục nói: "Diệp sư thúc của ngươi thiên tư kỳ lạ, chí mưu vô số, không kém với Hầu Nhân Vực. Quan trọng là hắn có tấm lòng son, ta thành tâm tương giao với hắn, hắn cũng đối đãi thành tâm với ta. Tương lai ta trở thành phu hoàng tất có đại kiếp nạn, bởi vậy còn cần hắn đến hộ đạo giúp ta." "Sao, trở thành phu hoàng sẽ có đại kiếp nạn ư? Là đại kiếp nạn gì vậy?" Vinh Lâm ngẩn ra không thể tin nổi mà hỏi.
Chẳng lẽ lấy thực lực của sư tôn lại không thể ngăn cản được sao? Vinh Lâm, ngươi có biết vì sao thế giới vô hoang này đã vạn năm nay chưa từng xuất hiện vô hoàng hay không? Vinh Lâm lắc lắc đầu, Ứng Tung Đạo thở dài một tiếng, thấp giọng nói: Thế gian này nhân tài xuất hiện lớp lớp, sao có thể hơn vạn năm đều không có người trở thành vũ hoàng cho được? Hắn trầm ngâm nói tiếp: Vạn năm trước đây, Đinh Đạo Thần của Thái Thượng Đạo Tông kinh thái tuyệt diễm, thân thể ngũ hành, cách vũ hoàng chỉ còn một bước nữa. Mà đêm khuya khi ông ta sắp trở thành vũ hoàng lại bị đánh chết ở trong tông chủ đại điện của Thái Thượng Đạo Tông. Từ đó về sau, Thái Thượng Đạo Tông mãi mãi không thể gượng dậy, mãi đến 3.000 năm trước mới khôi phục lại nguyên khí. Tiêu Thu Thủy, Tiêu Cung Chủ của Hàn Nguyệt Cung, thân thể Thủy Đức Cộng Tông, 8.000 năm trước ở một khắc trở thành vũ hoàng kia, bị đánh chết ở trong Hàn Nguyệt Cung. Còn có Tịch Ma Chủ, Nguyên Thủy Ma Tông, Lạc Các Chủ, Bổ Thiên Các. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu người chỉ còn một bước nữa là trở thành vũ hoàng, thế nhưng lại không thể vượt qua được kiếp nạn cuối cùng. Kiếp nạn này chính là nhân kiếp. Nhân kiếp sao? Vương Lâm giật mình, thất thanh nói: Phải, không sai, chính là nhân kiếp. Ứng Tông Đạo lạnh lùng nói tiếp: Trở thành vô hoàng, thiên hạ vô địch, có thể thống nhất vô hoàng, thành lập hoàng triều. Thiên hạ đều phải thần phục, chiếm hết tài nguyên trong thiên hạ làm của riêng mình, khiến tất cả các thánh địa kéo dài hơi tàn, biến thành nô tài của mình. Thậm chí còn có thể dùng tài nguyên trong thiên hạ để bồi dưỡng con cháu mình thành vô hoàng, khiến tất cả các thế hệ của các thánh địa đều không có chỗ để ngẩng đầu, vĩnh viễn đều phải làm nô tài. Những thánh địa đó sao có thể ngồi im nhìn loại chuyện này xảy ra được? Vinh Lâm dùng mình, triều đình chính là thánh địa lớn nhất, loại nơi này hắn đã nghe qua, hiện giờ nghe Ứng Thông Đạo nói như thế, khiến cho hắn có một loại cảm xúc khác. Thử nghĩ mà xem, một hoàng triều thống nhất thế giới vô hoang, tài nguyên mà nó có thể thu lấy khủng bố ra sao? Nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy, vô số tài liệu, vô số linh mạch đều cung ứng cho một triều đình. Dù là một con heo, e là cũng có thể được bồi dưỡng thành vô hoàng. Các đại thánh địa sẽ không để cho bất cứ một kẻ nào trở thành vô hoàng. Người khác thành vô hoàng liền có nghĩa là những thánh địa đó sẽ biến thành nô tài, kéo dài hơi tàn, mặt mũi sẽ mất hết. Năm đó đánh chết những kỳ tài như Đinh Đạo Thần, Tịch Ma Chủ, Tiêu Cung Chủ, cũng có Hoàng Tuyển Thánh Tông ta. Chẳng những có Thánh Tông ta mà các đại thánh địa khác đều nhúng tay vào kìa. Ứng Tông Đạo thở dài, nhìn về phương xa buồn bã nói: Ta mặc dù không muốn vấn đỉnh thiên hạ, thành lập hoàng triều, nhưng nếu ta trở thành vô hoàng, những thánh địa đó cũng sẽ không chịu được. Đến lúc đó sẽ có hơn 10 món cấm bảo nhắm đến nơi này đánh chết ta. Bởi vậy ta cần một người hộ đạo thay ta thao túng luân hồi thiên bàn, chống lại hơn 10 món cấm bảo. Hơn nữa kẻ này không thể xuống tay với ta từ sau lưng được. Tổ sư của ngươi không được, thọ nguyên của người sắp hết, chỉ sợ không sống được bao nhiêu năm. Hơn nữa tu vi triều sư tuy là nhân hoàng nhưng không đủ để một mình chống lại 10 món cấm bảo. Hầu nhân vực không được, nó thiên tư chắc tuyệt nhưng lòng lang dạ sói. Nếu nó đứng sau lưng ta lại khiến ta khó có thể an tâm được. Người này chỉ có thể là Diệp sư thúc của ngươi, giao phía sau lại cho hắn, ta hoàn toàn an tâm. Ứng Tông Đạo hạ giọng nói: Vài thập niên nữa ta sẽ thành vua hoàng, ngày đó hắn là đến rất nhanh thôi. Ta cần hắn nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng có thể một mình đảm đương một phía giúp ta. Trong mắt Vinh Lâm lộ ra kích động, hắn cười nói: Một khi đã như vậy, sư tôn càng nên đi cứu Diệp sư thúc mới phải. Vì sư càng không nên đi cứu kìa. Ứng Tông Đạo lắc đầu mỉm cười nói: Ngay một cửa trước mắt còn không qua được thì làm sao có thể trở thành người hộ đạo cho ta, một mình chống lại công kích của 10 món cấm bảo được đây? Do hắn thôi, ta cũng muốn nhìn xem Diệp Phúc, Diệp Thiếu Bảo có thể làm ra bao nhiêu sự tích đây. Thiếu Bảo, người đừng có làm cho ta thất vọng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, trong động huyệt dưới lòng đất, thân hình Diệp Phúc lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía vị Đại Minh Tôn Vương kia. Chỉ thấy sắc chết vị Đại Minh Tôn Vương này khoanh chân ngồi trong cuồn cuộn ma hỏa, quanh thân hừng hực bốc cháy, lại không hề hóa đi. Ma diễm vẫn ngập trời như trước, tản ra một luồng khí thế phách tuyệt thiên hạ. Hắn ta bốn cái đầu, tám cánh tay, toàn thân mọc đầy nghịch lân. Ở sau lưng hắn, ma hỏa hóa thành điện thờ, biến hóa ra một thế giới ma thiên, thật đồ sộ. Thực lực của vị Đại Minh Tôn Vương này khi còn sống chắc chắn không hề thua kém Già La Minh Tôn. Không biết ta có thể luyện ông ta thành thân ngoại hóa thân được không ở đây? Nếu có được một thân ngoại hóa thân như thế, đi trong hàng cổ ma vực cũng khá là tiện. Diệp Phúc chớp mắt, bước chân đi tới chỗ xác chết vị Đại Minh Tôn Vương này. Oanh! Xác chết vị Đại Minh Tôn Vương này dường như cảm ứng được thân hình đột nhiên run run lên,
nó động không hề nhỏ, chỉ thấy nền đất dưới động huyệt rung lên dữ dội, dường như mảng không gian ma vực này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống vậy. Di thể mà tuyệt đại cường giả để lại sau khi chết vẫn không thể khinh nhờn. Diệp Húc đi tới hướng xác chết vị đại minh tôn vương này. Đối với vị đại minh tôn vương này mà nói thì chính là một loại khiêu khích và mạo phạm. Kiều đỉnh chấn thần châu. Diệp Húc quát lên một tiếng, tế kiều đỉnh lên, hợp làm một, gia cố không gian ma vực này lại, tránh cho nó sụp xuống, lại tiếp tục đi đến chỗ thi thể của vị đại minh tôn vương kia. Khí thế của hắn phát ra, phía sau hình thành cảnh tượng đồ sộ, thiên địa sơ khai, ngọc thụ chống trời, đại nhật luân hồi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vị đại minh tôn vương này, đi từng bước một tới. Diệp Húc càng đến gần, thi thể vị đại minh tôn vương này càng run lên mạnh mẽ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại, thi triển một đòn sấm sét với Diệp Húc vậy. Khí thế vị đại minh tôn vương này càng ngày càng mạnh, điện thờ do ma hỏa biến thành ở sau đầu càng lúc lại càng lớn, trong đó chuyển đến tiếng ma long ngâm, vô số thiên ma gào thét kinh sợ lòng người. Vô số ma khí trào ra từ trong điện thờ ma hỏa, hóa thành những dòng nước lũ đen kịt chảy vào thân thể của hắn. Chỉ thấy thân thể khô quắt của vị minh tôn này bành trướng lên như được người ta thổi phồng, những khối cơ bắp nở ra, luồng sức mạnh vô cùng sung mãn. Long lân quanh thân của ông ta bắt đầu sáng bóng như ngọc, những chiếc nghịch lân sắc bén như dao. Những luồng hơi thở hủy diệt từ trên thi thể này truyền đến, làm cho người ta phải hoảng sợ. Trên bốn cái đầu của ông ta, tám đôi mắt từ từ mở ra, từng dòng thần quang khủng bố lưu động giữa mi mắt, dường như khi mở mắt ra sẽ phải hủy thiên diệt địa vậy. Chấn! Diệp Húc quát lên một tiếng, tế Di La Thiên Địa Tháp lên, cưỡng ép sự chấn áp của điện thờ ma hỏa sau đầu vị đại minh tôn vương kia mà đi. Hắn có thể nhìn ra được, nếu để ma khí tuôn vào thân thể vị đại minh tôn vương này thì chỉ sợ nó sẽ nhanh chóng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thi triển một chiêu với hắn thôi cũng có thể dễ dàng giết chết được hắn. Chỉ có ngăn cản ma khí chảy ngược lại mới có thể ngăn cản thân thể của vị đại minh tôn vương này sống lại, do đó sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi luyện nó thành thân ngoại hóa thân. Điện thờ ma hỏa sau đầu đại minh tôn vương lao ra một luồng ma khí cuồn cuộn, giống như một con nộ long quét về Di La Thiên Địa Tháp, đánh bay tòa bảo tháp này đi, thậm chí tấn công Diệp Húc khiến hắn không đứng vững. Diệp Húc lùi lại liên tục mấy bước, sắc mặt biến đổi. Hắn biết rõ uy lực của Di La Thiên Địa Tháp, hiện giờ nó được hắn tu luyện đến tam tướng chi bảo, một đòn đánh xuống liền có uy năng của chùm sò tam tương cảnh. Loại công kích này không ngờ lại không thể chống lại được ma khí trong điện thờ ma hỏa sau đầu vị đại minh tôn vương này. Thực lực của vị đại minh tôn vương này e là còn hơn cả những gì ta nghĩ, còn lợi hại hơn cả Già La Minh Tôn rất nhiều. Diệp Húc khiếp sợ, vừa tế Di La Thiên Địa Tháp lên, lại tế ngọc lâu của mình lên, liên thủ với bảo tháp chấn áp điện thờ sau đầu vị minh tôn kia. Nguyên thần của hắn bay ra nhập vào trong ngọc lâu. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc đem ngọc lâu trở thành vu bảo mà tế lên. Nguyên thần và ngọc thụ trong ngọc lâu tương dung, khiến cho Diệp Húc có cảm giác như bản thân mình và ngọc lâu hòa thành một thể. Một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng được bộc phát ra. Ngọc lâu hoành không, từng tầng không gian giống như những thế giới, thúc giục thế giới chi lực cùng Di La Thiên Địa Tháp chấn áp tới vị đại minh tôn vương kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm lên, bảo tháp ngọc lâu cuối cùng cũng chấn áp được cái điện thờ sau đầu vị đại minh tôn vương kia, ép cho ma khí không thể không lùi về trong điện thờ. Mà thi thể vị đại minh tôn vương này cũng dần dần run run, tám con mắt dần dần khép lại, khôi phục bình tĩnh. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt thi thể, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vị đại minh tôn vương này cực kỳ cao lớn, còn hùng tráng hơn Già La Minh Tôn vài phần. Ông ta có 4 đầu, 8 cánh tay, mỗi một gương mặt đều hướng đến một hướng khác nhau, phân biệt là những vẻ mặt hỉ nộ ái ố, rất là kỳ lạ. Diệp Húc động tâm niệm, nguyên thần bay ra khỏi ngọc lâu, từ song cửa của vị đại minh tôn vương này chui vào trong cơ thể của hắn. Ma tộc trời sinh, thân thể mạnh mẽ, luyện lão thành thân ngoại hóa thân rồi, ta có thể không cần kiêng nể gì ở hàng của ma vực nữa rồi. Ma tộc lấy sự mạnh mẽ của thân thể mà nổi danh, trong đó đại minh tôn vương lại là hoàng tộc, vương tộc trong ma tộc, thân thể lại càng mạnh. Nguyên thần Diệp Húc nhập chủ trong thân thể vị đại minh tôn vương này, tiến vào tử phủ. Hắn lập tức phát hiện ra, không ngờ tử phủ của ma tộc lại hoàn toàn khác với nhân loại. Tại trong tử phủ của vị đại minh tôn vương này, nổi lơ lửng một đám luân hải, hình dạng như đại dương mênh mông, giống như một đám thế giới độc lập vậy. Nơi này có tổng cộng 9 tầng luân hải khác nhau, tương ứng với phẩm bậc ngọc lâu của vũ sĩ nhân loại. Những luân hải đó phân chia ra các cảnh giới tam nguyên, tam chân, tam đan. Mỗi khi ma tộc tu luyện đến một cảnh giới sẽ mở ra một luân hải, pháp lực tăng vọt, có thể nói là biển rộng mênh mông, vượt xa vũ sĩ bình thường. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản giải thích vì sao
tu vi ma tộc vượt xa vô sĩ cùng cấp độ. Mà vị đại minh tôn vương này đã mở ra 8 luân hải, tu vi đạt tới tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Một luân hải cuối cùng, vị đại minh tôn vương này cũng đã phá thông danh giới, chỉ là chưa kịp tu luyện thì thọ nguyên đã hao hết, tọa hóa ngay ở chỗ này. Chắc hẳn người này tránh ở dưới lòng đất cực sâu này để ngộ đạo, mà thứ cần lĩnh ngộ chính là nhân hoàng chi đạo. Đáng tiếc, ông ta vừa mới ngộ ra, liền hồn phi phách tán, chỉ để lại một cái thi thể. Vị đại minh tôn vương này chỉ còn lại một bước nữa là sẽ trở thành nhân hoàng, thế nhưng lại không thể bước ra được bước này, thật đáng tiếc mà. Diệp Phúc thao túng nguyên thần bay qua từng cái luân hải, chỉ thấy những luân hải đó sớm đã khô cạn. Sau khi vị đại minh tôn vương này chết đi, tất cả pháp lực đều biến mất hết, không còn một chút tu vi gì, thậm chí cả nguyên thần cũng hóa thành hư không trở về với thiên địa. Nhưng ở bên trong cái điện thờ sau đầu của ông ta lại có vô cùng vô tận ma khí. Tuy ông ta chết không biết bao lâu, nhưng một phần pháp lực lại nương vào khí thế của tam bất diệt cảnh mà bảo tồn lại. Diệp Phúc lập tức cẩn thận tra xét thân thể của đại minh tôn vương, đã run sợ khi phát hiện ra thân thể này chặt chẽ vô cùng. Những hạt cực nhỏ cấu tạo thành thân thể, hình thành những cái trận pháp phù văn cùng xây dựng cơ thể của ông ta. Loại phương thức xây dựng này khiến thân thể của ông ta giống như một món vô bảo vô cùng khổng lồ, vô cùng phức tạp, có hàng tỷ linh kiện vô cùng tinh vi. Đồng dạng, các linh kiện vận chuyển trong cơ thể cũng vô cùng khủng bố. Có thể nghĩ, khi còn sống thì người này dũng mãnh ra sao, giơ tay nhấc chân khiến cho sông cuộn biển gầm. Loại phương thức rèn luyện thân thể này có chỗ tương dung với cửu chuyển nguyên công. Diệp Phúc trầm ngâm trong giây lát, đại não điên cuồng hoạt động, suy tính trình tự bí mật sâu trong thân thể của vị đại minh tôn vương này. Hiện giờ cửu chuyển nguyên công của hắn, tính cả những tâm pháp khác đều được dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh. Nhưng biết được kết cấu thân thể vị đại minh tôn vương này cũng có thể giúp hắn hoàn thiện thêm bản vương khai thiên kinh. Bản vương khai thiên kinh của hắn kết hợp rất nhiều tâm pháp, chỉ cần tu luyện bản vương khai thiên kinh thì có thể có hiệu quả như tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, chư thiên thập đạo hay hạo thiên đại đạo chân kinh. Hòa hợp tất cả các tâm pháp làm một, khai sáng ra một loại tâm pháp độc đáo của chính mình. Hiện giờ trên kiến giải về vũ đạo thì Diệp Húc đã có thể được xưng là vũ đạo đại tông sư. Qua thật lâu sau, Diệp Húc từ từ phun ra một hơi trọc khí, ánh mắt trong veo trở lại, khẽ cười nói: "Hiện giờ, xem diệu dụng của bản vương khai thiên kinh nào." Xẹt 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 xẹt. Hắn thúc dục bản vương khai thiên kinh, bề ngoài làn da vô số nghịch lân điên cuồng được mọc, dày đặc nghịch lân như thủy triều lan tràn đến toàn thân của hắn. Cổ của hắn đột nhiên mọc ra thêm một cái đầu khác, mang vẻ vui sướng, đột nhiên lại có thêm một cái đầu nữa mọc ra, mặt mang phẫn nộ. Trong chớp mắt, Diệp Húc liền mọc ra thêm 3 cái đầu, lập tức dưới nách phát ra tiếng răng sắc giòn vang, từng cánh tay cũng mọc ra. Vù. Ở phía sau hắn, đột nhiên 2 cái cánh thịt vừa to lại vừa dày mở ra, giang cánh ra đến 20 thước. Hiện giờ Diệp Húc giống hệt một vị thiên ma có huyết thống thần khiết, hơn nữa lại là hoàng tộc trong thiên ma, huyết thống vô cùng cao quý, đứng chung với vị đại minh tôn vương kia hệt như huynh đệ ruột thịt vậy. Đây là hiệu quả sau khi hắn nghiên cứu thân thể đại minh tôn vương rồi dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh của mình và thúc giục nó mà có thể bắt chước kết cấu thân thể của đại minh tôn vương. Thân thể Diệp Húc khởi động, chỉ thấy động huyệt cực lớn này lập tức nổi lên dông tố, vô số sấm sét sinh ra trong không trung đánh xuống, giống như một mảnh lôi chỉ chớp lóa mắt người. Đây là do thân thể hắn quá mức khủng mạnh, bài trừ năng lượng trong không trung ra hóa thành sấm sét. Hiện giờ thân thể của hắn sau khi ma hóa còn gấp 3 lần khi vận chuyển cửu chuyển nguyên công, dù là tam tương chi bảo cũng không thể đánh được thân thể của hắn, khiến hắn bị thương. Mạnh như vậy sao? Diệp Húc hoảng sợ, vội tán đi bản vương khai thiên kinh, chỉ thấy những cái đầu, cánh tay dư thừa nhanh chóng lui vào trong cơ thể, khôi phục lại hình thể ban đầu. Ta chỉ bắt chước thân thể mà đã mạnh như vậy, không biết bản thể của vị đại minh tôn vương này sẽ mạnh đến mức độ nào đây. Trái tim của Diệp Húc đập loạn lên, lập tức lấy nguyên thần nhập chủ tử phủ của vị đại minh tôn vương, lập tức quát một tiếng, quanh thân trào ra chân hỏa vô cùng vô tận, cuốn tới vị đại minh tôn vương này. Hắn thúc giục chân hỏa đốt cháy ma thân, định luyện hóa vị đại minh tôn vương này. Mà bên trong tử phủ, nguyên thần Diệp Húc nhập chủ luân hải thứ 9, bám rễ tại đấy làm chủ tử phủ. Thi thể vị đại minh tôn vương này đắm chìm trong thái dương chân hỏa của Diệp Húc vẫn lù lù bất động như trước. Những đám trận pháp phù văn cực nhỏ bật ra khỏi thân thể của ông ta, nổ lốp bốp cản thái dương chân hỏa của Diệp Húc ở ngoài. Diệp Húc tu luyện đến hóa thần kỳ, nhiệt độ của thái dương chân hỏa đã có thể đốt cháy tất cả khoáng vật trong thế gian, thậm chí kể cả tam tướng chi bảo cũng bị hòa tan. Thế nhưng lại không thể làm gì được vị đại minh tôn vương đã qua đời không biết bao lâu này. Đại minh tôn vương, ngươi đã chết rồi, hãy ngoan ngoãn biến thành ta đi thôi.
Diệp Húc quát lên một tiếng lớn, bên trong thân thể đi ra từng cái đồng nhân, tạo thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận, liên thủ chấn áp tới nó, ép cho Thái Dương chân hỏa không ngừng dung nhập vào trong thân thể này, đánh lên dấu vết tinh thần của mình bên trong cơ thể Đại Minh Tôn Vương. Diệp Húc không ngừng thúc giục đô thiên thập nhị thần sát đại trận, liên tục đem từng đợt Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn ép vào trong thân thể của vị Đại Minh Tôn Vương này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 108 của chúng ta tạm thời sẽ kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Và tập 108 cũng là tập cuối của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.